Hướng dẫn đối soát số liệu giữa bảng kê doanh thu MISA và trên bảng kê Excel. Giả sử chúng ta sẽ có một cái bảng kê trên Excel là tổng phần doanh thu. Trong đó, đối với phần bảng kê Excel này thì chúng ta sẽ thấy là bảng kê bán ra thì người ta liệt kê chi tiết, tức là trên hóa đơn có bao nhiêu hàng, thì ở đây là ở cái bảng kê phụ lục bán ra này thì nó sẽ có bấy nhiêu hàng. Ví dụ như hóa đơn số 40 thì các bạn sẽ thấy là có lên tới là 5 hàng, tức là có 5 mặt hàng trên cùng một hóa đơn, thì khi người ta xuất ra bảng kê ra thì nó cũng có 5 mặt hàng. Và đối lập lại với MISA thì giả sử trong đây chúng ta đang cần đối chiếu là tháng 2 là có một cái sự chênh lệch, tức là tổng cái phần doanh thu của tháng 2 là 3 tỷ 443, và so sánh với cái phần trên MISA thì chúng ta đang có một cái sự chênh lệch ở đây là 1 triệu đồng. Vì trên MISA chúng ta là 3 tỷ 444, còn ở đây là 3 tỷ 443 thì lệch nhau là 1 triệu đồng. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái kỹ năng đó là hàm SumFX và hàm VLOOKUP để chúng ta đối chiếu so sánh. Chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vào MISA, chúng ta sẽ chọn cái tháng mà chúng ta cần lấy dữ liệu là tháng 2, từ ngày 1 tháng 2 cho đến 28 tháng 2 chúng ta sẽ lấy dữ liệu. Sau khi chúng ta đã lấy dữ liệu thì phần mềm MISA lọc hết toàn bộ cái phần dữ liệu cho chúng ta là từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng. Và nó, đối với cái phần tổng hợp này chúng ta sẽ thấy là mỗi một hóa đơn thì nó chỉ hiện có một dòng duy nhất mà thôi. Còn chi tiết bên trong thì nó sẽ hiện cho chúng ta là rất là nhiều dòng. Ví dụ hóa đơn chúng ta 5 dòng thì nó cũng hiện 5 dòng. Nhưng riêng ở đây thì cái phần tổng hợp này thì nó giúp cho chúng ta là có cái số liệu tổng quan là mỗi một hóa đơn chỉ có một dòng doanh thu và cái phần tiền VAT duy nhất mà thôi. Thì sau khi chúng ta đã lọc xong tháng 2 thì chúng ta sẽ bấm xuất khẩu, và tại xuất khẩu này thì chúng ta sẽ xuất khẩu ra Excel. Sau khi chúng ta xuất khẩu ra Excel thì những cái thông tin không cần thiết chúng ta có quyền xóa đi, chúng ta chỉ để lại cột số hóa đơn mà thôi. Thông tin khách hàng thì chúng ta cũng xóa đi, và cột chiết khấu chúng ta cũng xóa, và cái phần còn lại chúng ta cũng xóa, chúng ta chỉ để lại những cái dòng là nội dung của số tiền VAT và doanh thu và số hóa đơn mà thôi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ vào bảng kê trên Excel là từ tháng 1, từ ngày 1 tháng 2 cho đến ngày 31 tháng 2 chúng ta copy sang. Chúng ta cứ cốt khớ hết toàn bộ cái nội dung cột dữ liệu và copy cái nội dung thông tin. Chúng ta sẽ dán cái phần doanh thu mà chúng ta đưa sang. Các bạn có thể paste luôn hoặc là chúng ta sẽ paste ở cái dạng là đặc biệt. Chúng ta sẽ click vào cái ô đầu tiên, sau đó chúng ta sẽ chọn cái phần space, paste special. Chúng ta sẽ chọn cái phần là mũi tên sang bên trái phải, tức là giữ nguyên cái định dạng keep sound column width. Và lúc này chúng ta đã có phần định dạng. Và những thông tin không cần thiết thì chúng ta có quyền là ẩn nó đi. Ví dụ như ta có thông tin này chúng ta không cần thì chúng ta sẽ ẩn đi, hoặc các bạn có thể xóa được. Và đầu tiên tại cái cột số tiền là do trên Excel, cái bảng kê thì chúng ta thấy ở đây là nội dung nó chia làm 5 hàng. Nhưng khi chúng ta đối chiếu so sánh ở cái bên MISA xuất ra thì chúng ta chỉ có một hàng duy nhất mà thôi. Mỗi hóa đơn là một ô giá trị duy nhất tổng tiền thuế và tổng tiền V doanh thu và tổng tiền VAT. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái hàm để chúng ta tính ra cái phần doanh thu và tiền VAT tương ứng bằng cái hàm đó là hàm SUMIF. Hàm SUMIF. Và tại SUMIF này thì chúng ta sẽ kết khối toàn bộ cái cột, đó là cái cột số hóa đơn tại F4, và sau đó chúng ta sẽ lấy giá trị là grid, là cái phần là điều kiện, thì chúng ta sẽ là điều kiện số hóa đơn. Và tiếp theo là chúng ta sẽ kết khối cái cột là doanh thu. Tại cột doanh thu này chúng ta sẽ bấm F4 để chúng ta cố định hàng lại, và sau khi chúng ta đã hoàn thành thì ta định dạng. Và dĩ nhiên tất cả những cái số hóa đơn liên quan đến số 40 thì nó sẽ được tổng hợp doanh thu bằng hàm SUMIF. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ dùng một cái hàm gọi là hàm VLOOKUP. Tại VLOOKUP thì chúng ta sẽ bằng cách là tìm kiếm cái số hóa đơn, và tiếp theo là chúng ta sẽ kết khối toàn bộ cái nội dung thông tin từ cái bên xuất ra của MISA. Chúng ta sẽ kết khối toàn bộ cái bùng dữ liệu của trên là MISA mà chúng ta xuất ra từ cột số hóa đơn cho đến cột phần là tổng tiền thuế, hoặc chúng ta chỉ cột đến phần doanh thu mà thôi vì số liệu chúng ta đang đối chiếu là phần doanh thu. Và sau đó chúng ta sẽ lấy cột là cột số 2 và
và dữ liệu là lấy tuyệt đối là không, tìm chính xác. Và sau đó chúng ta là định dạng lại. Và lúc này chúng ta chỉ nhấp chuột ra hình dấu cộng để chúng ta copy lần lượt các cái nội dung thông tin. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ dùng một phép tính, đó là phép trừ. Chúng ta sẽ lấy cái phần là từ cái hàm sumif, cho là tổng hợp ở cái phần bảng kê Excel chi tiết. Chúng ta trừ đi cái phần là nội dung mà chúng ta dùng với lookup. Và nếu nó bằng 0 thì có nghĩa dữ liệu chúng ta đang làm là trùng. Còn nếu mà nó không bằng thì có nghĩa là tất cả những cái dữ liệu còn lại, cái phần nào chênh lệch thì chúng ta sẽ lọc ra. Thì như vậy là sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta thấy ở đây là đối với cái hóa đơn số 41 là chúng ta lệch ra 1 triệu đồng. Ở đây là chúng ta chỉ trên cái bảng kê Excel chúng ta chỉ là 7.040.000. Và đối với bảng kê trên Misa thì chúng ta sẽ đối chiếu lại. Là trên Misa thì chúng ta thấy đây là cái phần giá trị số 41 này nó là 8.040.000. Và trên bảng kê Excel thì chúng ta chỉ là 7.040.000 và lệch nhau là 1 triệu đồng. Thì như vậy là chúng ta chỉ cần tìm đến số hóa đơn số 41 để chúng ta đối chiếu lại. Tức là chúng ta tại số 41 này thì chúng ta rõ ràng là đang kê khai thiếu. Ở đây là 7 triệu thì chúng ta sửa lại thành là 8 triệu đúng với cái nội dung trên hóa đơn và cũng khớp với trên Misa. Thì như vậy là chúng ta đã có thể là làm cái kỹ năng để chúng ta có thể lọc và so sánh số liệu giữa bảng kê bán hàng, bảng kê chi tiết, bảng kê bán ra trên Excel và đồng thời là bảng kê bán hàng khi chúng ta xuất ra từ Misa và tìm ra được cái số chênh lệch một cách nhanh nhất. Và thay vì là chúng ta phải ngồi để dò lại là từng hàng, tức là cầm lên từng cái tờ hóa đơn để chúng ta đối chiếu trên Misa và đồng thời cũng đối chiếu lại với trên cái bảng kê là Excel. Và nếu chúng ta đối chiếu ở dạng thủ công trên bảng kê Excel và đối chiếu trên Misa thì cái lượng thời gian nó sẽ tiêu tốn chúng ta rất là nhiều, có thể chúng ta sẽ mất nhiều ngày chứ không phải chỉ một ngày.